hôm nay tâm giới thiệu đến nhà mình toàn thể những cái xe hiện có tại công ty nha anh chị để nhằm anh chị nắm bắt được những cái giá mới và những sản phẩm mới vừa về tại công ty ô tô y tâm có một số xe cũng còn tồn lại nhưng mà hôm nay tâm làm một cái clip tổng thể để báo giá tất cả những sản phẩm hiện có nha con xe đầu tiên tôi muốn giới thiệu đến là con Innova đời 2013 anh chị <laughs> 2013 góc Sài Gòn biển Sài Gòn máy riêng máy riêng nha chưa đụng chạm keo chỉ cũng như là nước sơn đẹp riêng hết không có lỗi làm gì hết à cái này tâm bán cho anh chị là 305 2013 2013 305 nha anh chị <laughs> đẹp xe ha 2013 nha anh chị 305 triệu và có thể để cho anh chị là 300 triệu luôn nha để 300 triệu luôn xe ưng ý anh chị 2013 300 bên tâm bán giá này thì anh chị bớt không được nha bớt nữa là hết lời 300 nha anh chị 2013 nè xe đẹp xe em chưa làm clip nha đây sản xuất 2013 bản đủ ha bạn nghe nha anh chị qua lăng cần số đẹp nói chung là máy máy chạy rất là ưng ý để cho anh chị màu vàng cát 2013 số sàn bản nghe bản đủ để cho anh chị 300 không lỗi gì hết nha không taxi không dịch vụ gia đình sử dụng. Innova Innova đời hai chín xe đẹp máy rin không lỗi lầm xe này đăng kiểm thì tới tháng sáu hai nghìn vỏ mới máy rin keo chỉ rin chắc xe đẹp và đủ đồ chơi rồi bán anh chị là hai sáu hôm nay giảm năm triệu còn hai năm Full hai chín đồ chơi 255 triệu nha anh chị Innova 2009 Máy rin Kêu kỹ rin, 255 triệu à, Cái xe này là 213 300 triệu hai chiếc đều là số sàn bản đủ hết nha Và không có lỗi hết nha anh chị Cái này là 2008 form mới Innova 2008 form mới Màu vàng cát Form mới đèn bông Số Bình Dương màu vàng cát anh chị máy rin nắp cò chưa mở đang bán cho anh chị là hai trăm rưỡi hôm nay để cho anh chị là hai trăm nha hai trăm nội thất đẹp lên full đồ chơi rồi form mới rồi anh chị hai trăm bốn triệu giá xe hôm nay cực kỳ là hấp dẫn và vừa ý luôn chiếc xe này lúc trước là phải hai tám hai tám hai tám mấy này hai anh chị hai đời hai nghìn tám form mới rồi ha đèn bông rồi có đèn mắt mèo là form mới nè, có cảm biến. Và mâm mâm nó khác nha, mâm đa cháu và mâm khác. Form mới anh chị có hai túi khí. 240. Elentra. Elentra đời 2020 form mới một chủ. Chời này bữa tâm có làm clip riêng. À 2.0. 2.0 đặc biệt. Số tự động nha. À 2.0 đặc biệt. Được lên cái nội thất là màu màu hồng. Cái này Tâm cũng có làm clip riêng luôn Mâm 17 inch Xe thì miễn bàn khỏi chơi Lên chạy là thích liền Đô đô 40 mấy ngàn Vỏ theo xe còn Đang bán cho anh chị là 500 501 501 2020 2.0 đặc biệt Hyundai Elantra Nó có nhiều tính năng lắm luôn Nó có sạc không dây nè Nó có sưởi hai ghế nè nó có cảm biến trước sau nè ga tự động nè cửa sổ trời nè nhiều lắm rất là nhiều tính năng luôn, tâm đọc không hết luôn em này mới về Kia Sorento Kia Sorento này sản xuất 2020 40 000 cây số vỏ lớp còn riêng hết chất xe thì miễn bàn khỏi chơi mới lắm góc Bình Dương xe này ở trung quyện nhà với Tâm luôn quyện Bắc Tân Quyên ô đô chạy 40 ngàn vỏ lớp theo xe hết rất là mới nha anh chị 425 triệu sản xuất 2020 xe chuẩn anh chị rất là chuẩn luôn mới tin nè à. 425 triệu 2020 nha Kia Sorento và hôm nay tâm bán cho anh chị là 420 nha giỏ theo xe còn dày cui 420 anh chị 2020 mà chạy mới có bốn mấy ngàn cây à. số sàn Kia Sorento cái này hay có cái số sàn mà nó có ra tự động nha 46 ngàn xe rất là mới còn thơm luôn anh chị Kia Sedento 4 46 000 cây à, 2020 Xe này Sơn Green tâm đánh giá là còn khoảng 90 trở lên và tâm bán cho anh chị là tắt máy đi. 420 nha anh chị 420 Kia Sedento 2020 số sàn 46 000 cây Serin 420 nha anh chị em này À Toyota Rush Toyota Rush 7 chỗ nhập khẩu 2020 50.000 cây số tự động này thì quá đẹp rồi anh chị ơi không lỗi lầm nha màu đỏ mặn màu đỏ đô đỏ mặn á đăng kiểm thì tháng 7 2024 cái này bên tâm đang bán cho anh chị là 498 triệu hôm nay đợi cho anh chị 490 nha Toyota rút đèn trước nó là led anh chị đèn trước led nội thất à, ghế da hai màu màn hình cam dây đầy đủ có ba cửa gió trên mặt, trên môi luôn cái này bên tâm bán cho anh chị là hôm nay để cho anh chị 490 nha bữa bán mà 498 hôm nay giảm xuống còn 490 bao rút hồ sơ biển số thành phố một chủ mua mới bản S Toyota rút bản S 490 triệu xe chạy 50.000 vỏ lớp còn theo xe anh chị Xpander Xpander 2020 nhập khẩu Indo 2020 20 thì đèn trước và đèn sau nó là đèn led nha anh chị còn 19 là đèn halogen thì mình mua cái xe 20 nó có hai cái điểm khác biệt khác biệt thứ nhất là mâm là mâm xoắn khác biệt thứ hai nữa là đèn là đèn đèn led đèn led thì mình đi ban đêm cực kỳ sáng còn đèn halogen thì nó không bằng xe này thì đẹp và cái 219 là nội thất kem 220 là nội thất đen được lên full đồ chơi rồi màn hình Android rồi cam trước cam sau đầy đủ ga tự động đề nổ Sita top cân bằng điện tử nói chung là rất là nhiều tính năng xe này bên tâm bán cho anh chị là 505 triệu hôm nay tâm chốt cho anh chị là 500 nha 2020 màu trắng ngọc trai euro à, euro 60 ngàn chất xe đẹp tuyệt vời đăng kiểm mới vỏ mới đăng kiểm mới vỏ mới số đồng mai 500 nha anh chị Xpander 2020 đèn full cool led anh chị mua cái xe 20 á là nó tiện ích nhiều hơn. Ở chỗ đèn nè, mâm nè và nội thất nhìn nó rất là oai vệ. Nè, đèn full led ban đêm chạy sáng dữ lắm, còn đèn halogen thì nó không sáng bằng nha. Màu trắng ngọc trai mà chạy 60.000. 60 ngàn, 60 ngàn. đăng kiểm còn tới tháng 8 2025. À, full đồ chơi, bán cho anh chị là 500 triệu ha, X-bender số tự động. Kia Soluto bản Luxury. Luxury anh chị. 2020 tháng 12 2020 à, Luxury thì nó có đời nổ Sita top nó có cân bằng điện tử có gặp gương auto xe này bên tâm đang bán cho anh chị là 360 hôm nay giảm 5 triệu 355 nha số tự động bản Luxury Luxury thì nó gồm có gặp gương nè cân bằng nè đời Sita top nè rồi nhiều lắm rất là nhiều tính năng này là màu đen nha anh chị order 40.000 vỏ lớp riêng hết đăng kiểm mới đăng kiểm tới tháng 10 2025 để cho anh chị là 355 triệu nha xe này lúc trước phải 400 mấy nay giảm rồi nay giá xe giảm nhiều dễ mua rồi anh chị em này thì Innova Innova bản nghe số sàn đời 2019 màu sơn là màu bạc nha anh chị màu bạc 2019 cô đô chạy đúng 80 ngàn được lên đồ chơi sẵn hết rồi ghế da màn hình cam ve gửi da màn hình cam ve Và xe một chủ mua mới Số Vĩnh Long 64 Chất xe thì bao đẹp Qua lăng cần số là chưa có mòn luôn Xe này là xe đẹp anh chị Tâm đang bán cho anh chị là 520 Hôm nay để cho anh chị là 515 515 2019 là nó có cân bằng điện tử và 7 túi khí nha cân bằng điện tử, 7 túi khí Đăng kiểm mới, ăn kiểm còn tới tháng 7 2025. Giỏ lớp thì hai cái vỏ trước là mới thay, hai giỏ sau là theo xe. Chất xe thì khỏi khỏi nói rồi, tuyệt đẹp anh chị. bị số 64 nha. Cái này tâm bán cho anh chị hôm nay là 515 triệu, bao rút hồ sơ nha anh chị. Uh, Innova bản E số sàn đời 2019. Anh chị lưu ý nha, 2019 thì nó có 7 túi khí và nó có cân bằng điện tử. 2018 thì nó chưa có 7 túi khí nha. Bi số đây. 64A 07194 Để cho anh chị là 515 triệu nha Xe tuyệt vời Nếu mà lỗi thì bên tâm chịu hết Xe riêng không lỗi làm nha Máy móc động cơ hộp số kêu chỉ là riêng hết Và chạy đúng 80.000 Kia Monin Kia Monin uh, Biển số Tiền Giang Màu trắng bản đủ XI 2016 đăng ký 2017 Con mới mâm sắn anh chị Con mới mâm sắn Odo chạy được uh, 6 mấy ngàn màu trắng xe đẹp mới mua luôn nên chưa có rửa chưa dọn gì hết nhưng mà chắc xe nó nó đẹp nó liền lắm anh chị nè đèn đuốc sáng trưng nè bị số 63A 26926 cái này bên tâm bán là 260 triệu nha anh chị 260 triệu số tự động đời 2016 lăn bánh 2017 xe tuyệt đẹp anh chị coi nè nội thất nè nội thất quá vừa ý luôn có phím bấm tích hợp trần nỉ nguyên rin ghế da nguyên rin xe này bên tâm bán anh chị là 260 nha máy rin nha không lỗi lầm ô đô chạy 6 mấy nha đăng kiểm mới đăng kiểm tới tháng 9 tháng 10 2025 đăng kiểm 2 năm anh chị bản đủ thì đèn sau là đèn led đèn trước là đèn led ban ngày luôn nha và có gặp gương có uh, túi khí an toàn mà có thắng ABS hai uh, bán 260 màu trắng Fortuner Fortuner đời 2016 máy dầu số sàn một chủ mua mới màu sơn bạc anh chị chạy hơn 100.000 xíu hơn trăm ngàn xíu xe riêng không lỗi lầm máy dầu số sàn nha chất xe đẹp vỏ lớp thì mới đăng kiểm mới đăng kiểm tới tháng 10 20 đăng kiểm tới tháng 10 2025 có nghĩa là đăng kiểm đúng 2 năm nữa đó ta mới đăng kiểm lại hôm qua nó có hai cái lợi cái lợi thứ nhất là đăng kiểm mới để nó không có bị dính phạt nguội và giấy tờ nó phải rõ ràng cái lợi thứ hai là anh chị về không phải tốn tiền nữa chỉ việc đổ dầu là chạy thôi chứ đừng đổ xăng nha xe này xe chạy dầu đó tâm thay nhớt mới luôn mình thùng nước sơn thì thôi miễn bàn khỏi chơi à, đăng kiểm mới nội thất đẹp đèn đuốc nè mica đèn nó sáng trưng vỏ lớp còn khá là ok vỏ lớp còn dày lắm tâm muốn bán xe này cho anh chị là à... 575 triệu ha qua lăng riêng màn hình có sẵn qua lăng là không ai không không giá gì nha anh chị năm bảy lăm anh chị năm bảy lăm nội thất đẹp máy cái máy rất là riêng và chất lượng chạy nhẹ lắm máy dầu nha cái này thì thứ nhất là bền thứ hai là tiết kiệm thứ ba nữa là ít hư hỏng vặt và chi phí sửa chữa rất là thấp. Thì anh chị biết rồi, xe này bây giờ mua mới chắc cũng đâu đó khoảng 1 tỷ đến hơn tỷ. Bây giờ tâm bán xe này hầu như gần như là có nửa tiền thôi. À, anh chị thấy phù hợp thì đến xem và chạy thử và được thì chốt nha. 575 triệu. Em này Innova 2017.